Ôi dồi ôi, làm mặt
kia thì nó lại quạt quạt thôi. Hai chị em làm mà hai chị em làm liên hội thôi. Làm đi xong rồi tí nữa mẹ bật quạt cho nhá. Nóng không? Mẹ đun cái này cho mát cho ngủ cũng nhỉ. Ôi dồi, ôi em kia ngáp rồi ngủ. Thôi ngủ đi con. Mẹ chúc hai chị em ngủ ngon nha.